giúp việc trộm sổ đỏ. Lâm, bà nội đến chơi với con này. Trời ơi, sao cháu tôi lại bưng bê bát đĩa thế kia? Mẹ đến chơi à? Mẹ đến chơi à? Không có gì đâu mẹ. Mấy chuyện nhỏ này Lâm nó làm được mà. Mẹ xem, sáng ra cả nhà ai cũng bận rộn. Đúng rồi đấy mẹ, Lâm nó 5 tuổi rồi. Giả lại, Dương vừa lo việc nhà, vừa lo chuẩn bị đi làm cũng vất vả lắm mà. Bà ơi, bà xem cháu giỏi chưa này. Đẻ và cốc ăn sáng cháu đã rửa sạch bon. Cháu cần tự dọn phòng, tự gấp đồ của mình được cơ. Giỏi quá, Lâm của bà cái gì cũng giỏi hết. Nhưng mẹ nghĩ mẹ sẽ phải tìm cho các con một người giúp việc. Con không sao đâu mẹ à, trước nay con vẫn tranh thủ được. Con cứ nghe lời mẹ đi, con có người phụ giúp sẽ đỡ vất vả hơn, có thời gian chăm lo cho bản thân con cái, thế có phải tốt hơn à? Đúng rồi đó, em nghe mẹ đi Dương. Vâng, thế cũng được mẹ ạ. Dương, đây là cô giúp việc mới nhà mình. Cô rất nổi tiếng là được việc, lại sạch sẽ nữa. Vâng ạ, cháu chào cô ạ. Vâng vâng, chào chị. Kể ra, đi làm giúp việc trên thành phố nhàn lắm bà. Cô ơi, cô vẫn chưa nấu cơm ạ? 12 giờ rồi. Con thấy cô giúp việc này thế nào? Mẹ đã tìm hiểu kỹ rồi đấy, không lười biếng như cô lần trước đâu. Vâng ạ, con thấy cô ấy làm việc nào ra việc ấy, không lười biếng chút nào. Cô lấy gì ở tủ của cháu vậy? Tôi... Chẳng trách, lâu nay cháu thấy ở nhà thường xuyên mất đồ. Mẹ ơi, chắc mẹ không cần nhọc công tìm giúp việc cho nhà con nữa đâu ạ. Nhà mình đã tìm 3-4 cô rồi mà chẳng được cô giúp việc nào ưng ý. Người thì lười biếng, không chịu làm việc. Người được việc thì lại có thói trộm cắp. Rồi được người chăm chỉ, không trộm cắp thì lại không biết đọc biết viết. Đến nồi cơm điện, lò vi sóng hướng dẫn mãi vẫn không biết dùng. Con đừng lo, lần này mẹ đã qua nhờ cô Mai ở gần nhà mình dưới quê ấy. Cô ấy đi giúp việc nhiều nhà rồi. Mẹ hỏi nhà nào cũng khen cô ấy chăm chỉ, cần mẫn lắm, không có tính tắc mắc gì đâu. Vả lại, cô ấy còn thích nghi nhanh lắm. Đồ điện tử chỉ vài lần là dùng được hết. Mẹ đã hẹn cô ấy rồi, mai cô ấy sẽ lên đây. Con xem mà hướng dẫn việc nhà cửa cho cô ấy nha. Dạ, vâng ạ. Cô Mai, cô ăn nhiều vào, cô đừng ngại nhé. Cô cứ tự nhiên như ở nhà cô nhé. Bà cô Mai, hôm nay cô đã quen việc ở nhà này hơn chưa? Chị cứ yên tâm, tôi cũng đi làm giúp việc nhiều rồi nên dễ quen việc lắm. Vậy thì tốt, tôi thì thỉnh thoảng mới lên chơi với vợ chồng chúng nó. Có việc gì thì tâm sự nhờ cô giúp đỡ. Chị đừng nói thế, tôi đến đây để làm việc, đấy là trách nhiệm của tôi mà. Thôi, cả nhà dùng cơm tiếp đi, tôi ăn xong rồi. Tôi đi gấp nốt ít đồ cho cậu Lâm đây ạ. Ơ kìa, cô dùng bữa xong rồi thì cứ ngồi nghỉ ngơi đi ạ. Thôi, con cứ để cô ấy làm đi. Mẹ tìm được cô giúp việc được quá mẹ ạ. Từ ngày có cô Mai, nhà mình gọn gàng ngăn nắp hẳn, vợ chồng con cũng đỡ bận rộn hơn hẳn. Các con thấy đúng như lời mẹ nói chưa? Một người giúp việc như cô ấy giờ hiếm có, khó tìm lắm đấy. Các con cố mà giữ cô ấy nha. Dạ vâng ạ, cô Mai đúng là không có điểm gì phải chê cả mẹ ạ. Đúng rồi ạ, có bà Mai thích lắm ạ.
Lâm, đã đến giờ đi học rồi mà giờ con mới dậy là sao? Con còn chưa đánh răng rửa mặt, gấp chăn cất gối, quần áo đi học thì chưa chuẩn bị, thậm chí con còn chưa soạn sách vở nữa. Mẹ ơi, bà Mai đi đâu rồi ạ? Bà Mai có việc nhà gấp nên hôm nay bà phải xin nghỉ. Có chuyện gì vậy? Vậy mỗi ngày bà đều gọi con dậy và làm hết những việc này, nên hôm nay con cứ tưởng. Cái gì? Hóa ra lâu nay đều không phải con tự làm à? Dạ, từ ngày có bà Mai, bà đã làm hết cho con ạ. Thế này không ổn rồi. Nào, con thử ăn món bà nội nấu xem ngon không? Bà nội, cháu không thích món này đâu, cháu muốn ăn món khác cơ. Bà đã nấu rồi, con hãy ăn đi, món khác để hôm khác ăn nha. Thế sao lần nào con không thích bà Mai đều đi nấu món khác cho con? Bà còn đút cho con ăn cơ. Không có bà Mai, con không muốn ăn đâu. Ôi, bà Mai chiều Lâm của bà thế à? Thôi, cháu ăn đi, ngày mai bà Mai sẽ lên với cháu ngay thôi. Mẹ ơi, cô Mai chiều thằng bé như vậy không tốt chút nào đâu ạ. Cô ấy gần như làm thay đổi thằng bé mọi thứ. Như vậy thì càng tốt chứ có gì đâu. Mẹ muốn thuê người giúp việc là để họ chăm chút cho thằng bé mà. Chứ để hai vợ chồng con bắt thằng bé làm việc, mẹ thấy xót lắm. Đó không phải bắt làm việc mẹ ạ, đó là tự lập. Chúng con đang tập cho thằng bé có ý thức với chính cuộc sống của nó đấy ạ. Mẹ thật chẳng hiểu con đang nói gì. Thằng bé mới 5 tuổi, tự lập với ý thức cái gì? Thôi, mọi chuyện đang tốt đẹp, con đừng làm rối lên nữa. Muộn học đến nơi rồi lắm mà, để bà đi dạy cho nhanh. Bà Mai, bà không cần vội đâu ạ. Nếu hôm nay Lâm muộn học, bị cô giáo phạt và các bạn chê cười, ngày mai thằng bé sẽ tự biết phải dậy sớm hơn và làm mọi việc nhanh hơn để không muộn học. Như vậy cũng được hả cô Dương? Không sao cô ạ. Vả lại từ nay, tất cả những việc gì Lâm có thể làm, cô cứ để thằng bé làm cô nhé. Ví dụ như chuyện tự thức dậy, chuyện gấp chăn, cất gối, chuyện soạn sách vở, chuẩn bị quần áo đi học, rồi cả chuyện ăn uống nữa ạ. Mấy chuyện ấy tôi làm quen rồi, tôi làm một loáng là xong ấy mà. Cháu thấy Lâm đang quá phụ thuộc vào cô rồi ạ. Ngày hôm qua cô đi vắng, thằng bé gần như không làm được gì hết. Đã thế lại còn đòi hỏi vô lý và rất nhõng nhẽo. Vì thế cháu mong cô từ nay không cần quá chăm chút cho thằng bé đâu ạ. Trước khi có cô, thằng bé vẫn tự làm rất tốt mọi việc mà. Thời gian rảnh, cô cứ nghỉ ngơi đi ạ. Cô đừng ngại gì cả. Không cô Dương ạ, tôi không quen nghỉ ngơi đâu. Ngồi một chỗ tôi buồn tay buồn chân không chịu được, nên cứ để tôi làm đi cô. Tôi thấy thằng bé Lâm còn nhỏ mà, sau này thằng bé lớn rồi để nó tự làm sao? Có những chuyện nếu lúc nhỏ không dạy dỗ, sau này sẽ rất khó để rèn giũa cô ạ. Được rồi, tôi hiểu rồi. Từ sau tôi sẽ để thằng bé tự làm. Cháu biết cô là người rất chăm chỉ và có trách nhiệm. Vợ chồng cháu thật sự rất quý mến cô. Nhưng chỉ riêng điểm này cô lưu ý giùm cháu cô nhé. Được rồi, cô nhớ rồi. Hôm nay là sinh nhật Lâm, mình đã xin nghỉ sớm hơn để về đưa thằng bé đi chơi. Chắc thằng bé sẽ vui lắm đây. Lâm à, cháu ăn nhanh, 3 miếng nữa là xong rồi này. À nào, cháu ăn nhanh lên, kẻo mẹ sắp về rồi đấy. Đến lúc ấy thì bà không thể đút cho cháu được nữa đâu. Và cháu cũng không vừa ăn vừa xem video được nữa đâu. Hóa ra hôm trước cô ấy chỉ nói để mình cho qua chuyện. Cô ấy không hề hiểu cô ấy đang tập cho Lâm những thói quen xấu như thế nào. Không được, mình không thể để thế này được. Cái gì? Em muốn cho cô Mai nghỉ việc sao? Cô ấy đang làm mọi việc rất tốt mà.
anh chưa thấy ai chăm chỉ, cần mẫn như cô ấy đâu. Em biết, nhưng... Vậy tại sao em lại muốn cho cô ấy nghỉ việc? Chính là vì cô ấy quá chăm chỉ đấy anh ạ. Cái gì? Quá chăm chỉ cũng là lý do sao? Sao em lại ăn nói vô ý như vậy chứ? Hay là em không thích cô ấy ở điểm gì, rồi không còn lý do gì để đuổi cô ấy đi? Vì cô ấy quá chăm chỉ nên cô ấy không ngừng làm hết mọi việc cho Lâm. Lâm vốn từ một đứa bé rất tự giác và chăm chỉ, gần đây trở nên lười biếng và thiếu ý thức. Em đã từng nói với anh về việc dạy dỗ con cái rồi đúng không? Tính cách của một đứa trẻ được hình thành từ những năm tháng đầu đời khi còn nhỏ. Có những chuyện đợi lớn lên mới dạy dỗ thì đã quá muộn. Em thuê người giúp việc để cô ấy phụ giúp em việc nhà, chứ không thuê người về làm hư con mình như vậy. Chỉ là em sợ khi em nói thế, mẹ không hiểu lại trách cứ em khó tính, khắt khe vì cô Mai làm việc rất tốt. Ừ, thôi, anh hiểu rồi. Anh sẽ giúp em nói chuyện với mẹ. Cảm ơn cô thời gian qua đã giúp đỡ gia đình cháu. Nhưng có lẽ hiện tại nhà cháu không cần giúp việc nữa. Dương, cô làm việc gì chưa tốt sao? Cháu có thể nói rõ để cô sửa đổi, rút kinh nghiệm được mà. Không, cô ơi, cô đã làm việc cho nhà cháu rất tận tâm và mọi việc đều rất chu toàn. Chỉ là bé Lâm nhà cháu đã quá ỷ lại và không tự lập được, nên cháu cần thời gian rèn giũa thằng bé thêm. Bên nhà chị đồng nghiệp cháu vừa sinh em bé, rất cần người làm, để cháu đưa cô sang bên đó. Cháu tin rằng chị ấy sẽ rất thích cô Mai ạ. Có lẽ sẽ rất khó để mình tìm được một người giúp việc chăm chỉ, cần mẫn như cô Mai. Nhưng con mình đang trong giai đoạn hình thành nhân cách. Mình thà vất vả một chút, nhưng mình muốn cho con một cách dạy dỗ đúng đắn nhất. Bú rình. Trời ơi, chú Huy, cảm ơn chú. Hôm nay không có chú thì mẹ con tôi nguy rồi. Mẹ con chị không sao là tốt rồi. Nín đi con, nín đi ba thương nè. Khổ thân anh Huy, gà trống nuôi con. Ai, vợ mất sớm, một mình xoay sở sao với thằng bé 3 tháng tuổi cơ chứ. Khổ, thằng bé lại khát sữa rồi. Chú Huy, mang cháu sang đây tôi cho bú cho. Bú với mớm gì mà giờ này, đi vào trong nhà. Chuẩn bị cho tôi hộp cơm, mang đi ăn trưa mau lên. Thằng bé chắc khát sữa lắm rồi. Rõ khổ, mới có 3 tháng tuổi mà đã mất mẹ. Hay là anh sang bên nhà chú Huy, bảo chú ấy bế con sang đây cho em cho bú. Cái mít nhà mình nó bú cũng không hết. Vớ vẩn, sao mà bú chung được? Bú để cho lây bệnh sang con mình á. Nào, nín đi con, nín đi. Chắc cũng phải một tiếng nữa bố cái mít mới về. Chú Huy, chị gọi tôi ạ. Chú mang thằng bé sang đây tôi cho bú. Nhà tôi chắc là 1-2 tiếng nữa mới về. Nhanh lên chú, tranh thủ cái mít nhà tôi đang ngủ. Ừ, cảm ơn chị. Nhưng trời ơi, thằng bé khát khô cả cổ họng rồi kìa. Chú mau bế nó ra đây, kẻo tội nghiệp cháu. Vâng, đành nhờ chị vậy. Từ giờ cứ tầm này anh mang cháu sang đây tôi cho bú nhé. Để cháu nó khát sữa mà tội nghiệp ra. Tôi có con nhỏ tôi hiểu mà. Dạ cảm ơn chị. Nào cô Tuấn ra với ba nào. Nào ra với ba nào con trai. Ba yêu. Ờ, dạ, anh đã đi làm về rồi ạ. Nào, cô Tuấn đã chào bác Nam chưa?
bú tí chung với em Mít. Nhớ sau này không được bắt nạt em nghe chưa? Cảm ơn chị nhé. Em xin phép cho cháu về ngủ ạ. Chào hai bố con nhé. Đã bảo là không được cho bú rồi. Người dân chứ nào có phải anh em họ hàng ruột thịt gì đâu cơ chứ. Phải, người dân nhưng mà mình có nhớ cách đây 2 tháng. Nếu không có chú Huy thì hai mẹ con đã nguy rồi không? Chú ấy là người sống tình nghĩa và tốt bụng. Hơn nữa thằng bé bây giờ như con nai tơ bơ bãi. Nhưng không chừng mai nó lớn lên, thành đạt. Sông có khúc, người có lúc mình à. Cũng biết đâu mai này mình với nó lại gặp nhau, cùng ngồi trên chiếu đường đời. Thật giả, giả thật. May mắn lắm, hôm nay chúng ta mới có dịp được thưởng lãm bảo vật gia truyền nhà Phú Ông. Nghe nói đó là pho tượng bằng ngọc lục bảo, hiếm có vô cùng. Vậy hả? Đúng là dịp may hiếm có. Trước nay Phú Ông chẳng bao giờ tiết lộ về pho tượng gia bảo đó. Cảm ơn các vị đã bớt chút thời gian đến đây. Hôm nay, tôi xin mở tiệc trà mời các vị thưởng thức và chiêm ngưỡng bức tượng lục bảo có 102 để mở mang tầm mắt. Chắc nó phải đẹp lắm. Đương nhiên, có lẽ nó còn phát sáng nữa ấy chứ. Tôi rất lấy làm tiếc, hôm nay không thể để các vị chiêm ngưỡng bức lục bảo. Tôi quên mất là mấy hôm nay mưa, trời nồm ẩm thấp, ngọc đưa ra ngoài sẽ bị mờ, không được đổ bóng. Vậy xin các vị cứ tiếp tục thưởng trà, rồi để dịp tôi lại xin mời các vị đến nhà. Ôi, thì ra là vậy. Thật tiếc quá. Thôi, để dịp khác cũng được. Thằng Nhân đâu? Mau tiếp thêm trà. Vâng ạ. Chết rồi, mình ơi. Ông không tiếp khách vào đây có việc gì? Bức tượng lục bảo bị đánh cắp mất rồi. Trời ơi, mới hôm qua thôi, tôi còn đánh bóng lại cho nó, sao giờ lại không thấy? Tôi nào đâu có biết, vừa mở tủ ra đã không thấy đâu rồi. Bà mau gọi cho tất cả gia nhân, người ở lên đây. Tôi sẽ báo quan rồi loan báo khắp cả cái huyện này. Cái quân trộm cướp khó lòng mà thoát được bàn tay tôi. Bình tĩnh đã, ông đã vội nói tin tức bức tượng bị mất cho ai chưa? Chưa, vừa nãy sợ mất mặt nên tôi nào có hé răng nói câu nào với quan khách. Không thể để tin này loan đi được. Có thể nó sẽ tẩu tán trước khi mình bắt được, thì còn đâu tan chứng vật chứng. Ông cho gọi thằng Nhân vào đây, mình cưu mang nó từ nhỏ. Hơn nữa tôi biết tính thằng bé này, có thể tin cẩn được. Trời ơi, vậy ra, ông không cho khách xem là vì nó bị mất ư? Con mau chạy sang nhà cụ Án. Cụ ngày xưa hàng chục năm làm quan trốn quan trường, nay cụ ở ẩn nhưng còn nhiều mưu mẹo. Biết đâu cụ có thể cứu nguy cho nhà mình. Con dẫn cụ theo lối cửa sau, tuyệt đối không được cho ai biết, ngay cả gia nhân trong nhà. Dạ thưa bà, vâng ạ. Để có thể đột nhập vào nhà ông mà không để lại nhiều dấu vết, chắc chắn phải có tay trong. Hơn nữa chúng phải biết rất rõ giá trị của bức tượng mới liều mạng đến thế. Vâng ạ. Đó là bức tượng có 102, là bảo vật dòng họ nhà tôi. Mong cụ giúp tôi tìm lại, thì công ơn này đời đời tôi không dám quên. Có gì đâu, chỗ làng xóm láng giềng được cái may là chưa có ai biết đến cái tin này. Tôi có kế này, biết đâu có thể tìm lại được bảo vật. Dạ con cảm ơn cụ, con xin phép y theo lời cụ mà làm. Thằng Nhân, mày loan tin khắp cả huyện, mời hết khách của ông tuần sau đến phủ để hưởng ngoạn bức tượng. Ôi, ông ơi, lấy đâu ra đồ cho người ta coi, rồi người ta lại cười vào nhà mình. Bảo sao cứ làm vậy, không hỏi nhiều, nhớ là phải loan tin thật rộng rãi, càng mời nhiều khách càng tốt, nghe không? Thật, giả, giả thật. Có chuyện gì mà mày gọi tao đến gấp thế? Đã đem bán bức tượng chưa? Đã thử rồi,
nhưng vẫn chưa tìm được mối bán giá cao. Mà sao suốt cả tuần qua mọi chuyện em ru không thấy rụm beng lên. Trời ơi, may mà mày chưa đem bán, chúng ta lấy nhầm đồ giả rồi. Sao lại thế? Tao mới nghe thằng Nhân bảo là phú ông lại mời quan khách đến xem tượng. Thì ra bức tượng thật ở sau một lớp gỗ nữa ở trong cái tủ đó. Còn cái bức tượng này chỉ là hàng giả nhằm đánh lạc hướng kẻ nào muốn trộm nó. Không ngờ lão ta cao tay đến thế. Thảo nào suốt cả tuần mà không thấy lão ấy lên trình báo quan. Hóa ra đây là đồ vô giá trị à. Ném quách nó đi. Khoan đã, đã đến nước này không thể tay trắng được. Chắc chắn chúng đã đem giấu đồ thật ở chỗ khác. Mày mau đem thuốc mê đánh cả nhà nó, để tao đi tìm chỗ tráo. Nhưng mà sợ phú ông có đề phòng. Tao ở nhà suốt, không thấy động tĩnh gì cả. Chắc vẫn đang hả hê vì lừa được bọn trộm cướp. Cứ yên tâm. Thấy rồi, hắn đã thay tận 5 lớp khóa. Mày mở đi. Đứng lại, lần này chạy đâu cho thoát. Thả chúng ta ra ngay, nếu không chiếc bình này sẽ vỡ tan. Cứ đập thoải mái. Thực ra bức tượng mà các ngươi lấy đi ban đầu mới là tượng thật. Không ngờ chỉ một kế nhỏ mà các ngươi đã trúng kế. Thật nuôi ông tai áo bao nhiêu năm nay, ông Năm mà. Vậy ra... Bà nhà đây đã cho người làm một bức tượng giống hệt bức tượng cũ. Không ai làm lộ ra thông tin bình bị trộm. Ngược lại còn loan tin bức tượng lấy đi chỉ là của giá. Các ngươi non gan nên đã không tin mình cầm trong tay là đồ thật, nên mới bị sa lưới thế này. Thì ra mở rinh miệng mèo còn để bị tuột mất. Vỏ quýt dày đã có móng tay nhọn, các ngươi lần này phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Vụ án đúng là mưu trí hơn người. Chỉ một kế nhỏ thật giả, giả thật mà đã tìm được vật báo trở lại. Con đã hiểu. Con chào mẹ. Gì rồi hả con? Mẹ ơi nhìn này, điện thoại của con hỏng hết rồi. Hay là con cố dùng tạm? Đấy, nó có sao đâu, vẫn gọi đi, nhắn tin được mà. Nhưng nó xấu lắm, các bạn con ai cũng dùng điện thoại đẹp, còn chụp hình được, lên Facebook, lên mạng được. Thế mà giờ con vẫn dùng cái điện thoại xấu xí để thương tích này. Thôi được rồi, để mẹ tính. Cảm ơn mẹ nhiều ạ. Chị hái rau đi chợ đấy à. Rảnh thì mai giúp tôi bộ quần áo nhé. Vâng, chị vào nhà để tôi lấy số đo. Chị có tiền cho tôi vay một ít. Tôi có việc gấp lắm. Vâng, mà có chuyện gì gấp vậy chị? À, tôi mua cho cháu Dung cái điện thoại mới. Cái cũ hỏng mất rồi. Chị chiều nó quá đấy. Cái gì đòi cũng được không tốt đâu. Cháu nó thiệt thòi từ nhỏ, mất cha quá sớm. Thôi thì tất cả là vì con cô à. Đây chị này, cảm ơn cô. Tôi sẽ thu xếp trả cô sớm. Có kết quả thi đại học rồi mẹ à. Con đủ rồi. Ôi, con gái tôi giỏi quá. Mẹ mừng lắm. Mẹ ơi, con à, có khi con không đi học đâu. Nhà mình lấy đâu tiền để con học đại học chứ? Không được, con nhất định phải đi học. Mẹ sẽ không để con thiếu thốn gì. Con cứ yên tâm. Dạ. Mẹ thật là tâm lý. Tháng này còn gửi nhiều hơn cả tháng trước nữa. Qua khu chợ này là đến nhà rồi. Chắc giờ mẹ đang chờ bọn mình ở nhà đó. Mua cua đồng đi ạ. Cua tôi mới bắt còn tươi lắm. Mẹ, sao mẹ ở đây? Con tưởng... Dạ, cháu chào bác. À, mẹ tranh thủ đi bắt ít cua để kiếm thêm ít tiền. Con với bạn về nhà trước đi, lát mẹ về. Mẹ đừng buôn bán mấy thứ này nữa. Không làm thế, lấy đâu tiền cho con ăn học. Nhưng con xấu hổ lắm, mẹ biết không? Con xấu hổ? Từ giờ, con sẽ không nhận tiền của mẹ nữa. Dung, kìa Dung à.
Trời ơi, từ ngày vào làm, cô đã làm vỡ bao nhiêu bát đĩa của tôi rồi hả? Người đâu mà vụng về thế? Cháu... Cô bảo là con nông dân chân lắm tay bùn mà tôi chả tin được. Ai đợi đến việc rửa bát còn lóng ngóng. Hey, thôi, tiền bát vỡ, tôi trừ vào tiền lương coi như hết. Hôm nay cô nghỉ việc luôn đi. Chị ơi, chị có thể cho em xin mấy đồng? Từ sáng đến giờ em chưa có gì bỏ vào bụng cả. Chị không có tiền, em ăn tạm vậy. Mẹ ơi, mẹ ăn đi. Con, mấy tuần qua con chuyển nhà đến đâu mà mẹ tìm mãi chẳng được. Mẹ, con xin mẹ tha thứ cho con. Con đã không phải với mẹ. Mẹ ơi, con nhớ mẹ. Bây giờ con mới hiểu được kiếm được đồng tiền nuôi con vất vả như thế nào. Ấy vậy mà con đã lấy làm xấu hổ. Con hư đốn quá, bất hiếu quá. Mẹ ơi. Thôi mà con, con hiểu được vậy là mẹ mừng rồi. Ở đời này, kiếm tiền bằng sức lao động, bằng những việc làm chính đáng thì có gì xấu hổ hả con? Mẹ chỉ buồn là chưa làm được cho con bằng bạn bằng bè. Không, mẹ đã vất vả cho con quá nhiều rồi. Con không mong gì hơn đâu. Buổi kỷ yếu đáng nhớ. Phim dựa theo lời kể của một nhiếp ảnh gia tại Hà Nội. Được rồi, 1, 2, 3. Ảnh đẹp quá anh ạ. Tối nay về tôi sẽ sửa những bức ảnh chụp ngày hôm nay. Khoảng một tuần nữa, anh chị đến nhận ảnh nhé. Cảm ơn anh. Alo, xin hỏi anh có phải là nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Châu không ạ? Đúng rồi. Vâng, em là Ngọc. Thứ hai tuần tới, lớp em có chụp ảnh kỷ yếu ra trường. Không biết anh có bận gì không ạ? Thứ hai tạm thời anh chưa có lịch gì. May quá, vậy anh có thể đến chụp ảnh kỷ yếu cho em được không ạ? Ừ, em chụp một nhóm hay là chụp một mình? Dạ, em chụp một mình ạ. Chụp một mình cả ngày thì phí hơi cao đi. Dạ, em chỉ chụp một nửa buổi sáng thôi ạ. Anh có thể giảm phí cho em được không ạ? Đúng là sinh viên nghèo. Cả đời sinh viên có ngày kỷ yếu mà cũng tiết kiệm tiền chụp có nửa ngày. Cơ mà mình đã trót nói thứ hai không bận gì rồi, giờ biết từ chối thế nào, lại mất uy tín của mình nữa. Thôi được, anh sẽ lấy nửa phí thôi, coi như anh chụp giúp em. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Vậy sáng thứ hai, anh nhớ đến sớm cho em nhé, khoảng 7 giờ ạ. Ừ, được rồi. Trời âm u thế này tí nữa kiểu gì cũng mưa. Chắc sáng nay không chụp được rồi. Alo, anh đang định gọi cho em. Trời đang chuẩn bị mưa, em có giờ lịch chụp ảnh sang chiều không? Không anh ạ, anh cứ đến trường đúng giờ giúp em nhé. Vâng, anh đến sớm giúp em nhé. Em đang ở trường rồi ạ. Mới tờ mờ sáng mà trời âm u thế này thì chụp kiểu gì cơ chứ? Thật là phiền phức. Biết thế này mình từ chối ngay từ đầu cho rồi. Có thể bắt đầu chụp ảnh ngay bây giờ cho em được không ạ? Bây giờ hả? Vâng ạ, nhưng trời đang mưa mà. Mình có thể chụp trong nhà trước, tí nữa tạnh mưa thì mình ra ngoài trời chụp sao ạ? Nhưng nếu chụp trong nhà thì bối cảnh rất xấu. Không sao đâu anh ạ, người là chính, cảnh là phụ thôi anh ạ. Thôi, cố chụp cho hết buổi sáng hôm nay. Từ lần sau mình sẽ không bao giờ nhận chụp kiểu ảnh này nữa. Vừa vất vả mà công trả được bao nhiêu, thà chụp trong studio còn hơn. Anh lấy cho em bối cảnh này nhé. Ừ, vậy em chuẩn bị đi. Bố ơi, bố mặc áo cử nhân giúp con nhé. Ừ. Anh chụp giúp em kiểu lúc bố mặc áo cử nhân cho em, đội mũ cho em nhé. Ừ.
quá anh ạ. À, bây giờ em với bố sẽ ra ngoài sân, anh chụp giúp em tấm ảnh bố dắt tay em đi nhé. Anh không ra ngoài đâu, trời mưa thế này sẽ hỏng hết bộ máy của anh. Trời cũng chỉ mưa lay phay thôi, hay anh mặc áo mưa chụp cho em khoảng 2-3 tấm được không ạ? À? Anh không mặc áo mưa chụp ảnh đâu. Vậy thế anh đứng bên trong nhà zoom lại chụp cho bố con em có được không ạ? À? Nếu vậy thì được. Bây giờ mình ra ngoài sân thôi bố. Từ từ đã, anh có chiếc ô này, em cầm lấy mà che không bị ướt hết, tí nữa lại chụp ảnh lại xấu ra. Em cảm ơn anh. Bàn tay chú ấy. Anh ơi, anh chụp tiếp cho em vài tấm nữa nhé. Ừ. Buổi chụp kỷ yếu của em đến đây thôi ạ. À, bao giờ anh chỉnh sửa ảnh xong á thì anh gọi cho em, để em đến lấy nhé. Ừ, nhưng chưa hết buổi sáng mà em, bây giờ trời cũng tạnh rồi, để anh chụp cho em thêm vài kiểu nữa. Bây giờ em phải đưa bố em ra bến xe để bố về quê ạ. À, em nói sao, bố em đã bắt xe từ quê lên để chụp ảnh kỷ yếu với em ư? Vâng, bố em đã bắt xe ở quê lên từ 4 giờ sáng đấy ạ. À, bây giờ bố em phải về để làm nốt công việc ở nhà. Nó gọi điện bảo bố hôm nay con chụp ảnh kỷ yếu, bố lên chụp với con từ cả tháng trước rồi. Ngày nào nó cũng nhắc sợ bố quên. Bởi vậy nên mặc dù ở nhà nhiều việc, nhưng chú vẫn cố gắng thu xếp để đến chụp ảnh kỷ yếu chung vui với nó. Chú mà không lên á, là lại sợ nó buồn. Nhà em chỉ có hai bố con, bố luôn là người dắt em từ trường, từ lúc còn học mầm non cho đến ngày nhập học đại học, vất vả nuôi em trong suốt 16 năm qua. Một ngày kỷ yếu có ý nghĩa với em như vậy, sao có thể thiếu hình ảnh của bố được. Cảm ơn anh đã không ngại mưa gió đến giúp em chụp ảnh kỷ yếu ngày hôm nay. Giờ em phải đưa bố ra xe, không nhỡ xe à? Ờ, vậy hai bố con về cẩn thận nhé. Hóa ra niềm vui và hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy. Mình là người làm nghệ thuật mà chỉ luôn nghĩ đến việc đánh bóng bề nổi, sao cho những bức ảnh Photoshop trở nên lung linh và lộng lẫy, mà không hiểu rằng nghệ thuật của những bức ảnh nằm ở giá trị của những câu chuyện trong bức ảnh đó. Hôm nay chính là một buổi kỷ yếu đáng nhớ nhất trong cuộc đời làm nhiếp ảnh của mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.